Rồi. Ok, hello quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại mọi người trong cái video nhận định thị trường hàng ngày của em Trung như kênh Ichimoku Việt Nam nha. Thì ngày hôm nay thị trường của chúng ta có một cái phiên đi gần như là đi ngang về mặt chỉ số, chỉ loanh quanh giảm 4 điểm thôi. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn tổng quát thị trường thì vẫn có 161 mã tăng, 261 mã giảm thôi. Và các cái nhóm tăng trong cuối phiên ngày hôm nay thì nó lại khá bất ngờ khi mà nhóm chứng khoán và nhóm bất động sản lại là hai nhóm tâm điểm ngày hôm nay. Ngoài ra thì vẫn có một số các cái dòng phụ khác, ví dụ như là dòng công nghệ chẳng hạn, hay là cổ phiếu Dabaco, hay là một số các cổ phiếu vận tải trong phiên ngày hôm nay vẫn rất là xanh đó. Vậy thì khi thị trường chạm đến cản như này thì nhiều anh chị đang lo lắng là liệu mình bán nó quá sớm hay không, liệu thị trường nó có kéo tiếp trong vài phiên sắp tới hay không, thì chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích trong cái video ngày hôm nay cả nhà nhé. Ok, anh chị xem video đừng quên để lại cho mình những cái lượt like cũng như là những cái lượt ấn đăng ký kênh, hoặc là những cái comment cho tim một tí bên dưới phần bình luận. Rất cảm ơn cả nhà. Anh chị chưa có người đồng hành trong quá trình đầu tư có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại bên dưới màn hình, mình sẽ hỗ trợ trực tiếp nha. Ok, đi vào thị trường thì hiện tại thì vẫn như cái quan điểm mà mình có nhắc với anh chị trong các cái phiên gần đây, đó là thị trường hiện tại của chúng ta chạm đến cái vùng cản mạnh rồi đó, và cái nhân tố nó kéo thị trường chính trong giai đoạn vừa rồi nó đến từ cái nhóm VN30. Thì chúng ta thấy được là VN30 nó trước lại một cái thôi thì thị trường của chúng ta gần như là đi ngang 4 phiên đó. Về cái mặt điểm số hiện tại là chưa có dấu hiệu tăng tăng điểm trong 4 phiên gần đây đó, và chủ yếu thì các cái mã trong ngày hôm nay xanh thì nó đến từ những cổ phiếu midcap này, ví dụ như thép này, đúng không? Cuối phiên ngày hôm nay khá là bất ngờ khi mà khoảng là từ 1 giờ 1 rưỡi chiều thì thị trường nó mới bắt đầu kéo. Thực ra đúng ra thì nó là để từ đến khoảng hơn 2 giờ cơ. Đó, tức là nó kéo rất nhanh. Thì với một cái thanh khoản thấp và cộng với lại cái việc là nó kéo nhanh như vậy thì mình thấy được là cái việc kéo như này nó khá là vội. Đó, có bất động sản thì là cái nhóm nó còn giữ được trong phiên, tuy nhiên trong chứng khoán chẳng hạn thì mình đến tận cuối phiên mới kéo, có những cái cổ phiếu như là BVS chẳng hạn đó, đến cuối phiên ngày mai nó kéo rất là mạnh, hay là CTS này đó, dù là đóng cửa cao nhất phiên nhưng mình cảm giác là nó chỉ là một cái pha, có thể là một cái nhịp để nó kéo nốt cho đến khi nó gặp cái vùng cản mạnh ở phía trên thôi. Ví dụ như những cổ phiếu chứng khoán trong nhịp lần này anh chị có thể thấy được là dù thị trường về mặt điểm số là nó kéo rất nhanh, tuy nhiên ấy, thì có đến phải đến 70% cổ phiếu trên thị trường nó vẫn còn dư địa để nó hồi tiếp. Thì vậy thì để mà bảo thị trường nó muốn nó dừng ngay được thì là chưa đó, nhưng mà về mặt điểm số anh thấy là nó không tăng đấy, nên là cái đoạn hiện tại chúng ta cũng có cái việc gọi là chắt lọc các cổ phiếu để đánh lướt, hay là anh chị đánh cầm cầm trung hạn thì cũng phải tương đối chắt lọc, bởi vì là có những cái cổ phiếu ấy, thì cái nhịp lần này anh chị có thể thấy được nó hồi mạnh thôi đấy, hay là trong dòng phân hoạn chứng khoán này nó khá là phân hóa đúng không đó, BVS hay CTS này, BVS thì 7,8%, CTS thì 4%, nhưng mà VIX này, BSI này, ORS này loanh quanh có 1%, tức nó không hồi đấy, hay là bất động sản ngày hôm nay cũng vậy. Thực ra nếu mà ngày hôm nay mà có PDR mà nó không phải là ngày rồi không hưởng quyền ấy, thì nó không tăng được đến 4% đâu, mà có khi chỉ có mỗi con TCH chứ con DIX ngày hôm nay chỉ tăng được khoảng 1,7% thôi đó, hay là những cái dòng khác chẳng hạn đúng không, anh chị thấy dòng thép này ngày hôm nay này thì cũng có con VGS lên là trên 2% mà vẫn là ở cái form đang muốn vượt đỉnh, còn lại thì những cái cổ phiếu thép khác thì nó tương đối yếu. Nên vì vậy thì cái dạng hiện tại nó phân hóa khá là kỹ, mà chúng ta vẫn ưu tiên cho mình đó là những cái cổ phiếu nào nó thể hiện tốt trong đoạn vừa rồi, nó có những cái điểm test lại thì sau đấy nó có thể trở thành những cái dạng cổ phiếu mà nó sẽ có thể tăng khi mà chỉ số thị trường nó có thể đi ngang. Giai đoạn này thì mình không khẳng định được thị trường nó sẽ lên trên này, nó tạo nó có thể sideways, ví dụ như là anh chị có những anh chị đưa ra những kịch bản ví dụ như là thị trường nó sideways đây này rồi nó đi lên đó, thì đấy cũng là một kịch bản, hoặc là cũng có một cái kịch bản đó là thị trường nó kéo thốc lên nhờ VN30 rồi nó làm phát đỉnh hai ở đấy đó. Đây là những cái kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, chúng ta không biết trước được mọi người, chúng ta không biết trước được, nhưng mà nhìn ngắn hạn là tương đối tốt và khá nhiều các cổ phiếu nó vào sóng. Ví dụ như chúng ta có mới vừa rồi chúng ta có những cái sóng hàng không nổi lên rất là mạnh đúng không, dừng lại một vài phiên, hay là nhóm dệt may, những cái cổ phiếu như TNG hay là VGT, GIL này, hay là thủy sản nó cũng lên này, dầu khí phiên ngày hôm nay cũng lên này, thì nó cho thấy được là những cái dòng cơ bản nó đang lên, những cái sóng tương đối mạnh mà nó bước vào một giai đoạn chuyển rồi. À, một cái dạng thay đổi cấu trúc tăng đó, anh ví dụ cho nhìn những cái con cổ phiếu hàng không chẳng hạn đó, những cổ phiếu như là VGC này nó tích lũy rất là lâu rồi nó mới có một cái pha bật tăng như này, nó không khác gì cái thời điểm cái cổ phiếu HAG nó vào sóng rồi đúng không, anh chị nhớ lại thời điểm đấy, những cái nền tích lũy rất là dài, HVN cũng thế đó, rồi nó đi lên rất là mạnh, thì đây là thời điểm có thể là cái dạng giao thoa, nó cũng sẽ là những cái cơ hội cho những cái cổ phiếu như thế này. Còn đối với những cái cổ phiếu nhóm tài chính, những cái cổ phiếu nhóm thị trường ấy, thì có thể là đến khi nào thị trường nó thực sự nó ổn định và nó có những cái phiên nó bùng nổ mạnh thì lúc đấy mới đến lượt cho những cái nhóm đấy, còn ở thời điểm hiện tại thì cái dòng tiền nó vẫn còn đang khá là e dè mọi người nhá. Đó, chúng ta chưa có một phiên nào
mà tăng với lại cây nến thân tím to đùng cả đấy, nên là cái, nó không tạo được cái sự FOMO mạnh cho thị trường đấy, nên là thị trường nó có muốn giảm mạnh ấy, thì cũng hơi khó, mà muốn tăng mạnh nó cũng hơi khó đúng không. Ví dụ như ngày hôm nay này khá nhiều đội họ vẫn đang canh short đấy, vẫn có cái tâm lý đó là bán tại cả, nhưng mà nhìn cổ phiếu nó kéo như vậy thì chắc chắn là trong lòng phải bắt đầu sinh ra được những cái lòng tham chứ, đúng không. Đấy, cái lòng tham nhìn thấy là mình bán cổ phiếu xong, ổn tại sao nó lại chạy tiếp, tại sao lại chạy tiếp đấy, thì thực ra thì nó chỉ có một vài cổ phiếu nó xanh thôi đó. Lựa chọn cổ phiếu nó tương đối quan trọng ở hiện tại, thì mình vẫn ưu tiên với mọi người đó là lựa chọn các cái nhóm cổ phiếu nào mà ít nhất là nó kéo được về đỉnh cũ hoặc là nó vượt đỉnh luôn được thì tốt. Bởi vì là ví dụ như là trong giai đoạn phía trước này, đây là cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta gần như là đi ngang về mặt chỉ số, nó đi ngang từ tháng 2 cho đến tháng 3 là một tháng này đấy, sau đấy là lại đi ngang tiếp từ tháng 4 cho đến tháng 5 này, tức là nó đi ngang khoảng hơn 2 tháng liền. Thì trong cái thời điểm từ tháng 2 năm 2021 đến là thời điểm này có những cái cổ phiếu như DGC chẳng hạn, anh chị có nhớ thời điểm đến những cổ phiếu như DGC đó, nó cân bằng trước và nó tăng được đấy. DGC mình không nhớ con này, hay là một số con cổ phiếu khác, nói chung là nó cân bằng trước và nó tăng được, hay con NKG trong thời điểm đấy cũng vậy này. Đấy, rất nhiều cổ phiếu nó sớm cân bằng được trước thị trường và nó đi lên và nó có sóng này đúng không, đấy nó có sóng trước thị trường, đấy là những cái con cổ phiếu mà khi thị trường nó hồi phục đấy là nó đã vượt đỉnh rồi. Ví dụ ra này chẳng hạn này, tháng 2 này khi thị trường nó hồi phục cái thôi là một cái NKG nó vượt đỉnh, và sau đấy thì nó lại bước vào một cái đoạn tăng giá rất mạnh đó. Thì anh chị đặc biệt chú ý cho mình, có thể những cái cổ phiếu mà nó vượt đỉnh trong giai đoạn hiện tại là anh chị phải có khi phải xông vào mức giá cao, đừng sợ giá cao trong giai đoạn này, đó những cái điểm test lại đó. Ví dụ như là trong nhóm bán lẻ chẳng hạn, chúng ta có cổ phiếu MLG, thì cái nhịp lần này mình đang trông chờ một nhịp test lại khi cổ phiếu nó mở khách sạn ra, có thể nhịp test lại chúng ta sẽ quanh quanh cái vùng 5657, nó có thể dưới 57 là ok, nó test lại cái vùng đỉnh cũ của cổ phiếu này chúng ta sẽ có một cái nhịp nhặt, và khả năng cao là cổ phiếu sau cái nhịp test lần này nó sẽ vượt đỉnh rất là mạnh mọi người nhá, bởi vì cổ phiếu nó đã vào một cái cấu trúc tăng mới rồi đó. Có thể lần này nó sẽ test lại kênh này đúng không, test lại kênh giá này và nó bật lên như vậy là rất đẹp. Hay ví dụ như cổ phiếu FPT đúng là một cái cổ phiếu mà nó cũng có cái quá trình nó vượt đỉnh rồi và vẫn có một cái đà tăng giá rất là mạnh, thì hiện tại đang có những cái trạng thái mở khách sạn ra, mình trông chờ một cái nhịp test lại quanh cái vùng 24 25 của cổ phiếu FPT này chúng ta có thể mở mua mới được đó. Có thể nó còn không test về sâu đến như vậy cơ đó, tương tự với những cái cổ phiếu khác trong lòng bất động sản chúng ta quan tâm như này với TCH đúng không, TCH này đó, hiện tại đang có một cái mở một cái gap ở đây, cái gap này thì mình đánh giá là chưa chắc nó đã về đó, cái gap sức mạnh của cổ phiếu trong cái nhịp vừa rồi đó, thì có thể là nếu mà cổ phiếu nó có một cái nhịp lấn lướt lại quanh quanh cái vùng 18 thì anh chị có thể nhặt được rồi. Tương tự ở nhóm thép này, VGF này, nó vẫn là cổ phiếu tương đối tiềm năng trong nhiều lần này đó, nhưng mà quan trọng là chúng ta có nhặt ở trong những cái nhịp rung lắc không thôi, thì xét như vậy thì đánh ngắn nó sẽ an toàn hơn đó. Còn đến khi nó kéo xanh như này thì với lại chỉ số thị trường nó còn đang ở trong một cái pha chứng lại như thế này, chúng ta nên chờ đó. Cái vùng chờ của mình thì nó vẫn loanh quanh cái vùng là 1230 cộng trừ 5 điểm đó, có thể là về loanh quanh 1230 1235 thì thời điểm đấy anh chị có thể nhặt được những cái cổ phiếu, lúc đấy nó có thể nó sẽ có cái sự chiết khấu khoảng đâu đấy 4% hoặc là hơn đó. Nhưng ngày hôm nay là cổ phiếu nó còn không chiết khấu, nhiều cổ phiếu nó còn tăng điểm cơ đúng không, nhóm khu công nghiệp này đúng không, ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy được tăng điểm đó. IDICO thì vẫn là cổ phiếu tương đối ok trong nhiều lần này, thì mình đang trông chờ một cái nhịp là nếu mà IDICO nó có test lại đấy, một là nó test lại vùng 60 thậm ít nó test lại đỉnh cũ thì chúng ta sẽ có một cái nhịp lướt ngắn lên loanh quanh như vùng 64, và nếu mà cổ phiếu này nó vượt ra khỏi cái biên độ tăng giá dài hạn của nó thì chúng ta sẽ có một cái nhịp mua cho trung hạn, một cái nhịp đánh sóng rất là lớn đối với cổ phiếu này đó. Cổ phiếu này thì có mỗi cái game chuyển sàn là em thấy là ok thôi, còn lại các cái kỳ vọng đạt lợi nhuận tăng trưởng thế nào thì mình không biết, cái đấy mình không tính toán được. Ngoài ra thì có con Phú Tài này nữa, Phú Tài cũng đang có một cái nhịp test lại này, thì đâu đấy từ Phú Tài của chúng ta test về quanh như vùng 68 nên chị có thể là bắt đầu mở mua được đối với cổ phiếu này. Đây cũng là một trong số những cổ phiếu nó vượt đỉnh rồi, cổ phiếu kênh trên đó. Tương tự như trong dòng điện chúng ta có Re đúng không, Re bắt đầu có những cái pha nó chứng lại rồi thì có thể là một hai cái nhịp đâu đấy nó quay trở về nó test kênh quanh quanh vùng 63.5 64 nó sẽ có một cái nhịp mua nhé đó, test trở lại quanh vùng này đó, nó sẽ có một cái nhịp mua. Cổ phiếu này trong cái khung đồ thị lớn thì cũng có những cái pha bứt phá tương đối mạnh đấy, thì chúng ta kỳ vọng đối với Re ở trong khung đồ thị dài hạn là rất là dài đó, hoàn toàn Re trong cái nhịp lần này nó tích lũy xong này đó, nó tích lũy xong và nó vượt được ra hoàn toàn ra khỏi cái vùng này thì là nó có thể tiến về những cái vùng đỉnh cao của nó được mọi người nhá, không khó đâu. Đó, một cổ phiếu này đã tích lũy tương đối lâu rồi,
Sóng năm nay mình thấy là các cổ phiếu dòng điện đang bắt đầu có những cái sóng trong mùa hè này đúng không? Đó. Banh thì lần này là nhóm duy nhất chưa kéo, thì mình vẫn ưu tiên với anh chị em phòng của ACB là cổ phiếu mà nhìn vừa rồi nó chỉ giảm từ đỉnh là khoảng 7% thôi, trong khi những cổ phiếu banh khác nó giảm khoảng 12 đến 15%, nó ngang tương đương với những cổ phiếu midcap giảm 15 đến 20%. Thì con ACB này nó giảm giống như kiểu con CTS nó giảm ấy, nó không gãy nó khỏi nền đó. Lần này thì nó những cái pha rung lắc của thị trường gần như là cổ phiếu nó chỉ đi ngang tích lũy, thì mình vẫn ưu tiên với anh chị là nếu mà muốn nhặt con ACB thì có thể quanh cái vùng 27.5 trở xuống thì cổ phiếu này nhặt nó sẽ rất là ok, và có thể kỳ vọng ít nhất là một cái nhịp lướt đầu tiên xem xét về vùng 285, 285, 29, và có thể là kỳ vọng cổ phiếu nó vượt luôn, và nếu mà vượt luôn thì chúng ta sẽ có những cái vùng giá 30 mọi người nhé. Đó, ngoài ra thì banh chúng ta có một vài cổ phiếu nữa, ví dụ như SHB này. SHB thì tính của nó thì hơi đánh hơi khó chịu một chút đúng không, hôm trước vừa vượt xong này đạp ngược trở lại đánh hơi khó chịu đó. Cái này đã báo chị em tham gia từ những vùng 11x rồi, hiện tại thì mở khách sạn về quanh 11.4, 11.5 thì anh chị có thể là cân nhắc lướt vào cái nhịp ngắn ở đó cũng được. HDB thì hơi bo cung một chút, tuy nhiên thì cũng là một cái dạng cổ phiếu kênh trên, thì đối với HDB thì anh chị có thể chờ cho mình cái vùng khách sạn quanh vùng 23, chúng ta sẽ lướt trong biên, đầu tiên là lướt trong biên của HD Bank nhé. HD Bank thì nó lướt trong biên này, về lên quanh vùng biên dưới về vùng khách sạn nó phải lướt một cái nhịp trở về bên trên được. Còn Liên Việt thì nó là cổ phiếu vượt đỉnh nhưng mà cái xét về cái giá mua thì nó cũng chưa được ok cho lắm. Đấy, ví dụ như nếu vùng này vùng quanh 19.7 anh chị có muốn mua thì cũng mua với tỷ trọng nhỏ thôi và lướt có thể là quay trở lại vùng đỉnh 21 được. Đấy, nó cũng giống như những cái thời điểm của những cái cổ phiếu giống như là Nam Từ Liêm ấy. Đấy, anh chị cứ nhìn cái form của Nam Từ Liêm anh chị sẽ ra thôi. Đó, cái cổ phiếu này hoàn toàn là nó có thể rơi nó nhịp như vừa rồi xong nó hồi trở lại, nó có thể quay trở lại nó tạo cái đỉnh thứ hai, trước tiên là như vậy giống như Nam Từ Liêm này đó, thì con Liên Việt nó cũng sẽ có cái xu hướng như vậy bán lẻ này đúng không. Ngày hôm nay cũng có phép PNG là giữ được sắc xanh, PNG thì cũng có khuyến nghị anh chị em trong nhóm thì có thể nhận quanh cái vùng 67, quanh quanh 67 này có lướt một cái nhịp về vùng bên trên của nó, cái này cũng có tiềm năng bởi vì nó cũng vượt được ra khỏi vùng cân bằng sau cái cây nến ngày mùng 7 tháng 5 rồi. Đấy là cổ phiếu cân bằng là test lại ngày nay rút chân được, thì kỳ vọng PNG trong một vài phiên tới nó có thể có thêm bùng nổ lên. Bùng nổ lên em xem xét bán thôi, những cái cổ phiếu nào mà bùng nổ từ đây lên em xem xét bán. Còn ví dụ nha, mà những cổ phiếu nào nó ở trên này mà nó bùng nổ nó vượt đỉnh thì khả năng những cổ phiếu nó sẽ là những cổ phiếu mạnh đó. Còn ví dụ bùng nổ cây giữa này mà đi lên này thì nó sẽ có cái tình trạng là giống như con cổ phiếu VHC. Anh chị có nhớ hôm trước con VSC nó bùng nổ ở đâu? Đó, con VSC nó bùng nổ ở chỗ này. Đấy, nó không phải là cái chỗ nó quá cao mà sau một cái phiên như vậy nó bùng nổ nó quay trở lại nó test gap luôn trong ngày hôm nay. Đấy, thì nếu mà anh chị muốn tham gia VSC thì mình nghĩ là nên chờ chờ đâu đấy quanh cái vùng 45.5 trở xuống đến vùng 44 thì đấy sẽ là cái vùng tiềm năng để chúng ta mua được cái cổ phiếu VSC nha. Đấy, thì cổ phiếu này thì cá nhân mình đánh giá là nó sẽ vẫn vượt đỉnh thôi. Nhưng mà do cái phiên ngày hôm qua nó bùng nổ nó chưa đúng lúc nữa đó. Đó, có thể áp lực cung của nó hơi nhiều trong cái đoạn phía bên này. Đó, dòng thủy sản ta chú ý thêm con AM đó. AM thì chúng ta sẽ đợi cho em là khi nào nó vượt ra khỏi vùng 11.8 chúng ta mua. Đó. Đấy là đối với các cổ phiếu dòng vận tải, chúng ta có PVT rất là khỏe đúng không? PVT này. PVT thì xét theo kênh là cổ phiếu nó cũng vượt ra khỏi kênh rồi đấy. Đó. Không có điểm mua thôi, vót này, không có điểm mua, tạm thời là chưa có điểm mua. Đấy, những cái phiên mà nó giảm điểm mạnh đầu tiên này, ví dụ như là vót ngày mai này chẳng hạn, nó làm một cây giảm xuống như thế này thì anh chị có thể tham gia được. Đấy, bởi vì cái xu hướng những cái xung lực của cổ phiếu mà nó tăng cho 2-3 phiên liên tiếp như thế này ấy, thì giảm một cây nó chưa thể tạo đỉnh ngay được đâu. GMNF thì ngày hôm nay có báo anh chị trong nhóm khách hàng nó có thể nhặt quanh cái vùng 84 1/2. Đấy, nếu mà cổ phiếu nó có về quanh cái vùng 82 nó nhặt thêm 1/2 nữa để lướt một cái nhịp tạo biên độ tích lũy của con GMNF trong biên độ này. Đấy, xu hướng của nó sẽ luôn có cái xu hướng nó ta test lại điểm cũ và nó đánh biên thì cổ phiếu này có thể lướt lát được, cộng thêm việc là cái con cổ phiếu này thì margin nó cũng tương đối cao thì có thể là anh chị lướt lát nó sẽ khá là thoải mái. Khu công nghiệp này liên quanh có vài con cổ phiếu GVR này cũng đang tương đối lình xình đúng không? VN30 chúng ta cũng đang bắt đầu mở khách sạn thì có thể là GVR hiện tại nó cũng chưa muốn tăng, nhưng chúng ta cũng có những cái eo mây ở đây. Trước mắt thì chúng ta có một vùng mây dày kéo dài khoảng gần một tuần, có cái eo mây ở đây thì hoàn toàn kỳ vọng là cổ phiếu nó có thể bứt phá lên được. Đấy, nếu mà cổ phiếu nó có test về dưới thì vùng 31 thì em nghĩ là nó có thể nhặt thêm. Còn bất động sản thì chúng tôi quan sát cho mình con T-Sat thôi. T-Sat này.
Đấy, nếu mà loanh quanh về lớp gáp này thì ok, còn những cái cổ phiếu bất động sản khác thì mình đánh giá không phải nó không lên được. Đấy, nhiều cổ phiếu bất động sản trong năm vừa rồi nó chưa tăng, trong khoảng 5 tháng vừa rồi những cái cổ phiếu như đất xanh hay là CL nó chưa tăng gì cả, hay là Nam Long hay là KDH thì gần như là nó tăng được có khoảng 20% nó lại bị đảo ngược trở lại đó, thì cái tiềm năng của nó vẫn còn. Nhưng mà về xét về cái góc độ ngắn hạn, xét về yếu tố kỹ thuật thì nó chưa được đẹp, nên là cổ phiếu để nó tăng được trở lại ngay thì nó rất mất thời gian. Anh chị đánh theo ngày, anh chị đánh cảm giác là nhiều cổ phiếu nó rít lên rất là mạnh, nhìn hàng ngày mấy phiên ngày hôm nay đúng không, nhìn cái vài cổ phiếu nó tím, nhìn những cái con bất động sản nhìn rất là chán đấy, nó thành ra nó ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta nhiều đó, nên là đến khi nào mà cổ phiếu nó bắt đầu nó tích lũy đủ trở lại, nó siết lại về biên độ, xét lại về tích về khối lượng, chúng ta có thể là nghĩ đến việc là tham gia. Rồi những anh chị nào mà kẹt hàng thì cứ để đấy cũng được, chả vấn đề gì cả, nó sẽ tăng trở lại thôi. Novaland thì mình không chắc, Novaland thì mình không chắc, Novaland thì hỗ trợ mạnh của nó thì vẫn loanh quanh vùng này. Những cái kiểu con này như thế này thì rất là muốn phá đáy nhé. Đối với Novaland anh chị nào có muốn tham gia thì mình nghĩ là không nên đâu, không nên. Này thì có một số các cổ phiếu công nghệ nó tương đối là ok, ví dụ ngày hôm nay chúng ta có con CVG tím đúng không, con này thì trước mình đánh nó cũng bị trạng thái là bo cung và cái khối lượng của nó không được nhiều, nên là anh chị muốn đánh thì cũng chơi tỷ trọng nhỏ thôi, trọng chơi vài chục thôi được. Đấy, ngày cổ phiếu này nó giao dịch, giá trị giao dịch hiện tại thì là lên được đến 150 tỷ. Thế nhưng cái hồi trước mình giao dịch với con này là nhiều lúc không bán được, nhiều có những cái phiên là không bán được hàng. Đấy, nhưng bây giờ nó khớp lệnh nhiều thì chị mua bán nó dễ. Đấy, VEA là một trong số cổ phiếu công nghệ dệt may này. Đấy, nhưng cổ phiếu anh chị có thể quan tâm được với những cái nền tích lũy tương đối dài. VEA thì anh chị có thể mua quanh vùng 36, 36 được. Đó. HAX một cổ phiếu ô tô. Đấy, đây là những cái cổ phiếu mà có thể anh chị chưa nghe đến bao giờ đâu. Đấy, nhưng mà nó xuất hiện trong những cái bộ lọc tín hiệu thì mình có đề cập đến với anh chị thôi. Đấy, những cổ phiếu HAX thì hiện tại nó cũng đang mở những vùng khách sạn ra, chúng ta có thể kỳ vọng. Trước mắt là quanh cái vùng 13.5 anh chị có thể tham gia được. Đúng, cổ phiếu này là chính là cây thân nến giữa của cây tăng giá đây. Đó, cây tăng giá rất là mạnh, dòng tiền vào những có thể xem xét cái vùng đó để nước T cộng được. Đó, đầu tư công ta chưa thấy gì. Đầu tư công thì có Đạt Phương các cái phiên vừa rồi tương đối khỏe, nó cũng có một cái gì đấy điển hình của một cái dạng cổ phiếu bo cung, nên là chúng ta cứ từ từ đối với Đạt Phương. Đó. Còn những cổ phiếu khác trong dòng đầu tư công thì mình thấy vẫn loanh quanh thôi, chưa có biến triển gì mới. TAR này tím, Dabaco này, Dabaco thì là cổ phiếu mà có làm video cho anh chị từ khá lâu rồi. Video cho anh chị từ khá lâu rồi, từ những cái thời điểm mà VN-Index nó mới chỉ có cây phục hồi đầu tiên ấy, hơn một tuần trước. Thì ngay Dabaco cũng hồi phục lên tương đối tốt. Đối với cổ phiếu Dabaco thì mình vẫn kỳ vọng trong tương lai là ít nhất thì cổ phiếu nó phải chinh phục cho mình cái mốc 34 này. Lần trước là mới lên được 33.4 xịt hơi rồi, trước mắt là có thể nó sẽ quay trở về cái vùng 32.5. Đấy, trước mắt là có thể quay trở về vùng 32.5, nó sẽ có những cái áp lực cản nhất định. Thì anh chị nào có hàng thì có thể là lướt ngắn thì quanh 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 cái vùng đấy có thể chốt được đó, nó không sẽ không đi dễ dàng như thế này đâu, có thể nó sẽ đi lình xình này, nó test lại vùng mây phẳng đây rồi nó đi lên cơ đó. Hóa chất phân đạm này ta có mỗi DCM tăng thôi, DCM là cổ phiếu hồi phục tương đối tốt trong nhịp vừa rồi đó. DGC, CSV cũng hồi phục được. Nhóm này thì cũng là một cái nhóm mà có tham gia tương đối nhiều cổ phiếu, CSV, BFC, DCG bên mình đều có. Tuy nhiên thì nhịp hôm qua hôm kia thì có chốt vậy rồi, ngày hôm nay có chốt cả CSV rồi. Đấy. Có thể là chờ những cái nhịp cổ phiếu nó rung lắc, ví dụ như CSV chẳng hạn, anh chị có thể chờ cho mình những cái vùng loanh quanh cái vùng 60.8, 60.3, loanh quanh cái vùng đó anh chị có thể mua được những cái CSV. Còn BASF thì cổ phiếu này hiện tại đang gặp những cái cản tương đối cứng, có thể là cổ phiếu nó sẽ cần những cái nhịp chạy lại sâu đấy, sâu đấy mình chưa biết là nó sẽ tạo lại vùng nào đâu, là chờ thôi. Ok, thì đó là tương đối về các cái cổ phiếu trên thị trường. Nếu anh chị cần hỗ trợ thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại bên dưới màn hình, hoặc là anh chị muốn tham gia các cái room khách hàng của mình thì có thể là mở tài khoản chuyển ID VBS gắn ID BGT9, hoặc là tham gia theo các cái hình thức thu phí khá là nhẹ nhàng thôi. Ok, cảm ơn anh chị có câu hỏi nào thì có thể để lại bên dưới phần comment, mình sẽ hỗ trợ nhé. Bye bye cả nhà.